Sao chiều giờ mình về không thấy nói năng gì hết trơn vậy? Thì không có chuyện gì nói bình thường vậy, có sao đâu. Có chứ sao không? Có. Mà có gì? Về thì về một mình thôi. Kéo theo một đám về theo chi vậy? À, thì tại vì nghỉ hè mấy đứa ít muốn về quê chơi nên mình dẫn tụi nó về thôi, có gì đâu. Nhìn tụi nó là thấy thắc mực rồi.